Hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín tiểu tụy lang thang ngoài đường lúc giữa đêm khiến khán giả không khỏi xót xa. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền, hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín được một người qua đường vô tình ghi lại. Khán giả này đã ghi lại hình ảnh Thương Tín đi lang thang giữa đường lúc đêm muộn. Trong clip, Thương Tín lộ dáng người gầy gò tiểu tụy gương mặt xương gió hơn trước. Vì quá xót xa cho Thương Tín, khán giả đã đề nghị gọi xe cho ông về, nhưng nam diễn viên từ chối. Thấy vậy anh đã biếu tiền cho Thương Tín ngay sau đoạn clip này nhiều khán giả xót thương cho nam diễn viên nổi tiếng và được khán giả biết đến bằng nhiều vai diễn làm nên tên tuổi song tuổi xế chiều thương tín lại gặp khó khăn không chỉ chật vật mưu sinh thương tín còn trải qua bệnh tật tuổi già có giai đoạn tưởng chừng không qua khỏi dưới phần bình luận nhiều khán giả bày tỏ nỗi xót xa khi nhìn thấy hoàn cảnh bơ vơ tội nghiệp của thương tín trước những bình luận của khán giả nhạc sĩ tô hiếu người đang giúp đỡ thương tín lên tiếng hôm đó anh tín đi với tôi hai anh em ghé nhà người quen chơi và ăn uống rồi anh tín có được chủ nhà nhiệt tình đòi bắt taxi về cho sự thật là anh tín đang đi ra chỗ taxi cách đó vài mươi mét chứ không có gì hết được biết hiện tại thương tín được nhạc sĩ tô hiếu hỗ trợ chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ thương tín nhạc sĩ tô hiếu nói thêm tuy nhiên hiện tại thì anh thương tín vẫn tốt lúc mới về ở cùng với tôi thì anh ấy lúc nhớ lúc quên giờ cũng đỡ nhiều lắm rồi